Hello, hello, Tina mến chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, mọi người khỏe không? Hôm nay hai vợ chồng Tina có dịp đến Houston, đi du lịch qua Houston. Lần này Tina sẽ dẫn tất cả mọi người cùng đi tham quan toàn bộ những cái nhà hàng của Tina sắp giới thiệu với cả nhà. Có nhiều người yêu cầu Tina đến Houston chia sẻ nhà hàng. Thì đầu tiên là ngày hôm nay mình sẽ đến đây tham quan một cái nhà hàng đặc trưng cho Sapa ở Việt Nam cả nhà. Mà cái nhà hàng này thì nằm cũng ngay đường Bel Air, nằm ngay trên con đường Bel Air luôn, đối diện xéo xéo qua Hồng Kông. Thì cái nhà hàng này nằm ngay cái chợ Tân Bình, thì mình cũng có một cái video mình chia sẻ với cả nhà chợ Tân Bình rồi. Thì cái nhà hàng này á, thì theo như mình tìm hiểu á, cũng có mấy anh chị trên YouTube chia sẻ, thì cho nên mình mới biết ngày hôm nay mình đến đây mình quay mình chia sẻ với cả nhà luôn. Cái nhà hàng cái tên nhà hàng rất là đặc trưng luôn cả nhà, rất là đặc biệt luôn, đó là Sapa của miền núi Sapa Việt Nam ha. Rồi bây giờ Tina mời tất cả mọi người cùng vào nhà hàng Sapa này với mình ha, coi có những cái món gì đặc trưng của Sapa như thế nào. Mời tất cả mọi người cùng xem và cùng vào nhà hàng với hai vợ chồng Tina nha. Rồi bây giờ mình vô mình tìm hiểu cái nhà hàng này, coi cái quán phở này, coi nó có đặc trưng món gì và có những món gì nha cả nhà. Bây giờ mình xin mời ha. Khi mình vô quán phở Sapa thì không quên mình quay một vòng cho cả nhà xem cái center nữa nha cả nhà, cái xung quanh cái nhà hàng ha. Đây là cái chợ Tân Bình nè, rồi kế bên là cái quán phở Sapa, kế bên nữa ai muốn ăn yêu thích món thịt bò thì ở đây là bò né Houston nữa nè cả nhà. Mình sẽ có dịp qua cái nhà hàng bò né này mình quay cho cả nhà xem ha. Rồi bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng vào cái nhà hàng quán phở Sapa. Đây, mình sẽ đi vô nha. Đây, đặc biệt vừa tới cái cửa thì có chữ là đặc biệt phở trộn, phở tái, gừng, hủ tiếu Nam Vang. Và cái giờ mở cửa nha cả nhà, từ thứ hai đến chủ nhật 8 giờ sáng đến 9 giờ 30, thứ tư đóng cửa. Đây là cái số phone ha. Rồi mình sẽ để địa chỉ trong cái video cho cả nhà xem nha. Rồi bắt đầu mình đi vô nhà hàng thôi cả nhà ơi. Wow, bữa nay chủ nhật cũng đông quá cả nhà ơi. Rồi mình đi vô nha. À, cũng phải chờ. Wow, nó đông nè, quá đông luôn cả nhà ơi, chứng tỏ là cái nhà hàng này ngon lắm ha. Chưa có menu, mới đem menu. Mới vừa đem menu ra, chưa coi kịp nữa chị ơi. Dạ, coi đi chị. Ok, cảm ơn chị. Nhà hàng đông quá cả nhà ơi. Đây là những cái món phở nè, này đặc biệt là đặc trưng cho cái quán phở này là phở tươi nha cả nhà. Trong nhà hàng làm luôn.
tươi, hủ tiếu tươi luôn ha. Cộng nhỏ, cộng lớn thì có hết. Đây là những món nước, giải khát, trà đá, trà nóng, trà cúc, nước ngọt, cà phê sữa đá, sinh tố, sầu riêng, sinh tố, quýt đầu, xíu muộn, nước cam. Đây là những cái món nước của nhà hàng. Đông lắm cả nhà ơi. Rồi hai vợ chồng mình kêu món nha cả nhà. Lâu rồi nhưng mà giờ là ra mấy có tháng mấy hả em, đi chợ Tân Bình cái đây mấy tháng rồi đâu có thấy đâu. Tháng mấy nè? Đông quá ha. Tại em thấy trên YouTube á, rồi em lại đem coi. Rồi em cũng làm YouTube luôn, em tới đây em quay. Anh kêu cái gì anh? Hủ tiếu mì Nam Bang khô mà cho chén nước riêng hết. Chú ơi, bây giờ hủ tiếu này có hết thịt lát rồi, chú có ok không mấy hủ tiếu rồi chú? Hủ tiếu à, kêu hủ tiếu mà hết rồi hả? Ở đây thấy có phở đặc biệt nào đó. À, em có phở đuôi cò, phở đặc biệt, ở đây đầy đủ nha, anh có tái gừng. Ok. Cho anh tôi phở tái gừng ha, phở gì? Em này tôi phở đặc biệt rồi đó. Ok, phở tái gừng. Phở tái gừng, tôi lớn, tôi nhỏ. Em muốn tôi lớn, tôi nhỏ. Lớn. Lấy bánh phở tươi, bánh phở thường hả? Bánh phở tươi đi. Chị ăn đặc biệt lớn nhỏ. À, đặc biệt con nhỏ đi. Bánh tươi luôn hả chị? Bánh tươi luôn. Cái này là order thêm rồi. Này order thêm không? Dạ, cái này là chén đuôi bò, này là xíu quách. Anh có muốn ăn đây, chén xíu quách đi rồi với... Xíu quách với một tô nha, một tô. Một tô xíu quách ăn thêm thêm. Rồi, rồi có trứng gì? Em nói gì cái trứng gì? Không, không có. Ở đây khác. Ở đây có lòng gì không? Ở đây khác. Dạ, có trứng gì luôn. Cho trà nóng. Có cà đó trước. Xíu quách chuẩn bị ra, đây là hai ly trà, có cà đó trước, em gửi hai xíu quách, món xíu quách chuẩn bị ra, đây là hai ly trà. Rồi sau đó mình hãy để tương để đồ vô mình thử coi như thế nào.
gì của mình đó, rất là vừa ăn nè cả nhà. Mình không cần đêm nước mắm gì vô đâu. Bây giờ mình trộn giá vô thêm, rồi sau đó mình muốn ăn tương thì mình để tương vô, mình muốn ăn ớt thì mình để ớt vô nha cả nhà. Rồi bây giờ mình xin mời nha. Khẩu vị nước phở thì rất là vừa ăn, rất là ngon. Nếu mà nó cộng phở mà nó dai mà nó ngon nữa thì mình chấm 10 điểm cái tô phở này. Thật ra cái phở nó mềm và nó nhừ hết trơn rồi cả nhà, mình không có chấm nó được 10 điểm, mình chỉ chấm 8 điểm rưỡi thôi. Đây là cái tô phở của anh xã mình. Thì tùy theo khẩu vị của gia đình mình, mình thì thấy cộng phở nó không có dai. Đây là cái tô xíu quách của núi Sapa ha, tượng trưng cho núi Sapa nè. Mình cũng không thích ăn cái xíu quách này luôn cả nhà. Tùy theo khẩu vị của mỗi người ha. Thay vì mình cho nó 10 điểm nhưng mà mình chấm có 8 điểm rưỡi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tính hóa đơn nha cả nhà. Đây là cái hóa đơn của hai vợ chồng mình ăn trong phở Sapa ngày hôm nay. Một tô phở tái gừng 13 đồng 49, tô phở nhỏ 12 đồng 74, cái xíu quất 6 đồng, trà 2 ly 3 đồng 75, tổng cộng là 35 đồng 97, thế luôn là 38 đồng 94 nha cả nhà. Thì đây là cái món ăn đặc trưng của Sapa ha. Rồi mình xin tạm dừng ha, rồi mình sẽ đi ăn nhà hàng kế tiếp và mình sẽ quay clip cho cả nhà xem và tìm hiểu nha cả nhà.